Cái skill dịch kiến thức này, đâu đó các bạn đi phó bản cùng một số thằng tay to ấy, thì nó bảo là em ý đổi thức đi, thức đấy bút nó đánh nó hồi hồi máu bót, đổi thức đi, đổi thức đi. Rồi là có những đâu đó bạn đi thiếu thất sơn ấy, bạn lại gặp là em ý bút diệt kiến thức lại, mày phải bút diệt kiến thức lên, sao mày không bút được kiến thức cả, mày lại bút được kiến thức cái kia đấy. Để thì cái lý do nó là như thế nào, nhiều thằng cũng ăn kích vì cái này rồi. Vì đơn giản thôi, có thể là bản thân bạn không hiểu, và cũng có thể là cái bản thân cái thằng cây ấy, nó không hiểu thì nó là như thế nào. Là mình đọc nguyên văn này, trạng thái công kích, trong trạng thái này tấn công mục tiêu có 30% tỷ lệ mục tiêu hư nhược, giảm đi lượng huyết và khí 21%, kéo dài 30 giây. Bao nhiêu ông đã dính ăn kích trong phó bản vì cái skill này rồi, là comment số 1 này. Bao nhiêu ông không bút skill này cũng có tính ăn chửi, cũng có thể là dính gọi chửi thậm tệ rồi, comment này. Đặc biệt là cái thời mà Tứ Tuyệt Trang hay là Thiếu Thất Sơn mới đến tìm kiếm, là bao nhiêu ông được comment này. Thì nó là như này, đầu tiên mình lấy đơn vị là 100 đi, có thể là mình sẽ lập đội này cho các bạn dễ nhìn này, tại vì nó thể hiện ở những con số 100, 100k trên 100k này. Đấy. À, tại cái thời điểm là đây, thời điểm đầu tiên ấy là 100k máu trên 100k máu nhá. Ok. Khi mà các bạn ấy, giả sử như nhá, giả sử như ấy mà trường hợp bạn chưa bút cái này, tức là bạn chưa bút diệt kiến thức cái này, thì cả team của bạn ấy đam được con boss ấy, tức là đang nói boss nhé, đam boss rồi ấy, mà là được tụt đi con boss rồi ấy, chỉ là còn mình ấy là 79k đúng không? 79k trên 100k. Tức là VT của bạn đam được 21k máu đi rồi. Còn số máu boss tổng ấy nó là 100k, thì các bạn nhìn thấy nó tụt một khúc như này này. Đấy. Thì ấy, không may lúc đó ấy, là bạn bắt đầu ấy bạn nhớ ra là à phải bút chữ kiến trước lên cho nó. Đấy, lúc này phải bút lên, đúng chưa? Đấy. Thế thì lúc tại thời điểm này này, bạn bắt đầu xỉa luôn vào con boss, xỉa vào con boss ấy, thì may mắn ấy, nó lại trúng luôn cái hiệu ứng là già hư nhược, giảm đi lượng huyết và khí là 21%. Thì tại cái thời điểm bạn xỉa xong ấy, máu của con boss là bao nhiêu ạ? Nó sẽ là 79k trên 79k. Phép tính hồi lớp 1 ấy, nó là gì ạ? 1 phần 1 thì bằng 2 phần 2 bằng 3 phần 3. Trong trường hợp này 79%, à 79 trên 79 thì bằng bao nhiêu ạ? 100 trên 100. Thế cho nên tại cái thời điểm này này, cái máu của con boss nó không hề hồi lên, mà nó vẫn là ở cái mức 79k thôi. Nhưng cái cột máu này của bạn này, à cái cột máu của con boss ấy, nó sẽ ở cái mức tổng là 79 chứ không phải là tổng 100 nữa. Vì vậy cái cột máu của bạn nhìn nó sẽ thấy là tự nhiên càng đen. Đấy. Đấy là lý do như thế. Đơn giản thôi, nếu như bạn muốn thử ấy, bạn xỉa skill Ngami vào đi. Bạn đánh mất một khúc máu của boss ấy, xong bạn xỉa skill Ngami vào. Sau đó là bạn lấy một con tiêu dao ấy, bạn chụp con boss lại. Tự nhiên con boss lại về cái trạng thái đó là 79 trên 100. Cái này về trạng thái 79 trên 100 này. Thì tự nhiên ấy nó đang nó lại đầy ấy, nó lại phọt về dưới này, chỉ còn 79 thôi trên 100. Đấy là giải thích cái lý do vì sao ấy đi phó bản hay đi tất cả những phó bản nào đó thì các bạn Ngami ấy, các bạn cũng phải biết cách chơi là các bạn nên bút trưởng này trước và bạn đánh đầu tiên. Ví dụ bạn đánh con BMP, boss BMP các đại bá chẳng hạn, ví dụ thủy chẳng hạn, tất cả những con boss, hay đơn giản như mộ dung phục, hay như thiếu thất sơn, thì nó thiếu thất sơn nói sao, tất cả những con boss các bạn đều đánh trước, và tự nhiên ấy cả cái team của bạn ấy,
sẽ nhàn đi được 21%. Tưởng tượng con boss 1 triệu máu, các bạn nhàn đi 210k máu. Đấy. Rồi, đấy là cái hướng các bạn hiểu về vấn đề này nhé. Nhưng mà ấy, có một trường hợp khác ấy, là các bạn lại không được bút trường này nữa. Đó là như thế nào? Ví dụ ở con boss bằng xì, nếu như ban đầu bạn bút trưởng này sẵn từ đầu rồi ấy, thì không sao nhá. Con bằng xì cuối cùng mà cái thời điểm nó ra cái bẫy trắng dưới chân ấy, tại thời điểm ban đầu bạn bút cái trưởng này rồi ấy, thì không sao. Nhưng mà ấy, ở vạch sát cuối bạn nhớ ra hay thế nào đó, bạn mới chuyển sang thức này này, thì nó khi mà những thằng khác chửi bạn ấy là hoàn toàn đúng. Tại vì khi bạn bút trưởng này lên ấy, thì con boss nó vẫn bấy nhiêu máu, nhưng mà giả sử nó đang vạch cuối rồi, nó đang ra bẫy rồi, nó lại phọt lên một cục máu. Tại vì khi đó là cái phần trăm nhỏ trên phần trăm nhỏ, chứ nó không phải là phần trăm tổng nữa. Vì vậy cái bẫy con băng xì nó sẽ bị thay đổi cái vòng lặp, rất dễ dễ dẫn đến tình trạng là vừa dính khóa mà vừa là dính gọi là gì ạ, bẫy cùng một lúc. Đâm ra là cái thằng cây nó sẽ không căn được nữa. Chúng nó căn thường là như nào, tức là gần đến vạch cuối chúng nó theo đội vào để chờ con boss ra cái khóa trước, sau đó chúng nó mới thả ra để đánh. Đấy thì làm sao ạ, để tránh cái nó gọi là căn cái vòng lặp ấy, gần vạch cuối rồi ấy, theo đội lại chờ nó ra bẫy cái đã rồi bắt đầu đam, thì là vừa khóa xong chắc chắn nó sẽ không khóa nữa mà nó chỉ ra bẫy thôi. Đấy là cái cách đánh con bằng xì. Đấy, quay trở lại cái vấn đề của Diêu Thất Sơn này, đó là như con boss cuối, là hai con boss cuối Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác ấy, thì cũng như nào, đó là các bạn phải dùng trường này để các bạn xỉa hai con boss đấy. Thì tại cái thời điểm nó sẽ, cái nguyên lý con boss đấy là 50% máu nó sẽ mất đi, tức là đâu đó ở vạch thứ hai chỗ này này, thì khi Nga Mi xỉa ấy, thì là nó sẽ mất đi phần trăm. Thì khi đó các bạn đánh đi đâu đều đến một đoạn này này, đến đoạn này của vạch thứ hai này này, thì thằng tiêu dao chủ phát thì nó phọt về đây, thì là con boss mất đi luôn, chúng ta đỡ phải đánh một khúc đúng không. Đấy, tương tự như con boss thứ ba ở tứ tuyệt trang nữa, cái bẫy của con à, cái trận pháp của con boss thứ ba nó cũng tương tự như là con thiếu thất sơn là 50%. Thì khi đánh lên sát sát chỗ này ấy, thằng cây theo đội vào à, thằng tiêu dao trục phát thằng cây theo đội kéo đi. Nhưng ấy có một số trường hợp ấy là con Ngami nó ăn chửi là vì nó đếch bốc thức, mà thằng tiêu dao nó cũng đếch nhì, thằng cây nó cũng đếch nhì, tự nhiên cứ thế chụp thôi, chả biết nào là ở thấy bọn khác chụp mình cũng chụp, thế thành ra là gì ạ, à? Chụp vào tự nhiên tự tay bóp nó không mất đi đúng không, nó không mất nó cũng chẳng ra bẫy đúng không, tự nhiên bị chụp vào rồi nó làm phát bẫy phát chết cả lũ. Đấy đấy, nếu tại vì đây là một cái video cao cấp của phái Ngami cho nên mình mới nói kỹ như thế. Còn bình thường ấy là mình, các bạn nào mới chơi thì các bạn nên xem cái video sơ cấp thôi, nó sẽ phù hợp hơn với các bạn nhé. Còn đấy, sau video này mà ông nào xem livestream của anh em rồi mà vẫn không biết được cái này ấy, thì tốt nhất đừng có chơi ngày mì cho mệt, được mệt à, đấy. Xem livestream của anh em nó phải tìm hiểu những cái kiến thức nó đẳng cấp như vậy anh em ạ. Công tìm khắp trên mạng biết không ai giải thích kỹ vào ví dụ minh họa như thế đâu. Tôi khẳng định luôn đấy nhá. Rồi cái trường này thì sao, trảm tình quyết nó sẽ giảm đi 60% sát thương, như à quên, giảm đi thời gian vận công của cái Tây Tử Cổ Tông. Nhưng mình nói rồi đấy là bây giờ không ai nó dùng cả nên là các bạn cũng không có quan tâm, trường này coi như vứt. Rồi trường này thì sao, cái này ít khi dùng này, thường là không ai dùng cả. Cái này nó là giải trùng của tiêu dao ấy. Cái này rất hữu dụng nhá, các bạn xem mình đánh nhau thì các bạn biết đấy.